Mùa mưa bão giông mịt mờ, đời tôi quẩn quanh đi về mãi. Về đâu gió mưa não nề, đời đau ướt đẫm lê thê. Tạnh mưa khát khao vạt nắng, đau đau nỗi sâu biệt ly. Tình tôi vương chiều màu tím, quắt quay hạnh phúc dòng tìm. Đi qua mùa mưa cũ, đi qua sầu vơi nhé. Cho tôi vui quên những ký ức buồn đau, cho tôi ngày xưa. Cho tôi niềm hạnh phúc vẫn yêu. Sắp tới có lễ hội trái cây miệt vườn, lúc đó anh sẽ về dự chứ? Ừ. Tôi có nghe Phong nói, tôi về mà. Cô cũng phải về làm việc đi chứ. Bộ cô muốn sống lang thang như tôi vậy hoài sao? Công việc thì lúc nào làm mà không được. Bây giờ tôi mới thấy sự lựa chọn của anh cũng có lý ha. Vậy sao? Nhưng tôi thì khác. Tôi chỉ có một mình, có thể sống thỏa thích theo ý muốn của tôi. Anh nói đúng. Tôi có muốn lựa chọn cũng không được. Anh có biết mấy ngày qua anh làm cho tôi cười nhiều lắm không? Vậy hả? Tôi cũng có tài năng làm cho cô vui được sao? Đây mới là con người thật của anh phải không? Có lẽ là vậy. Tôi cũng không biết nữa. Chắc lúc trước cô nhìn tôi thấy ghét lắm đúng không? Đúng rồi. Lúc nào tôi cũng nghĩ anh là một kẻ thủ đoạn, không thể nào tin tưởng được. Không hiểu sao ba tôi lúc đó lại có thể tin tưởng anh. Ba cô có khỏe không? Cô có hay vô thăm ba cô không? Ba tôi yếu nhiều đi, nhưng mà tôi thấy ông ấy thanh thản hơn. Vậy là tốt cho ba cô rồi. Chắc là anh cũng chưa tha thứ cho ba tôi đúng không? Tôi bây giờ không còn nghĩ gì về những chuyện đã qua nữa. Cứ như là tôi đang sống một cuộc đời hoàn toàn khác vậy. Anh hay thiệt á. Tôi cũng thèm có được một cuộc sống như anh. Quẳng hết mọi gánh nặng trong lòng của mình đi. Ừ, thì cô cứ việc quăng đi, không ai thèm lượm đâu.
Dạ thưa chị, em đang thu mua một số bưởi da xanh loại 1 để mình đem về trưng bày ở lễ hội trái cây. Tốt lắm, em cứ kêu bà con tập trung hết loại bưởi ngon nhất về công ty để mà đem đi dự lễ hội trái cây năm nay. Công ty mình sẽ giới thiệu với mọi người loại bưởi da xanh ngon nhất cũng như là giống cây trồng tốt nhất để mà mình ký hợp đồng với bà con, rồi mình sẽ bao tiêu mọi người luôn. Dạ. Đây là tiền bưởi da xanh, chị cứ tiếp tục đưa hàng về công ty nha. Dạ. Nhanh nha chị, đang cần gấp á. Dạ. Cướp! Cướp! Trời! Dạ. Kêu công an dạ. đi. Cướp! Anh cướp! Bắt nó lại! Anh cướp! Mày có biết là tao chạy bộ mệt lắm không mày? Mày đâu ra vậy? Tao ở đâu không cần biết, khó khăn lắm tao mới chặn được cái cây này. Mày muốn gì? Anh Hùng. Dạ cô. Tưởng anh không giữ lời về chứ mà sao về trễ vậy? Cô đang chờ tôi tới đó hả? Ai mà thèm đợi em chứ. Nó cắp tiền luôn á. Anh ngồi yên coi, sao anh cứ nhúc nhích hoài vậy? Sao nhà im ắng quá vậy? Tôi ở có một mình thôi. Vậy à? Mấy bữa nay á, mẹ tôi hay đi chùa tụng kinh với mấy người bạn cho tịnh tâm. Hả? Nè, anh giỏi đánh nhau lắm mà, sao bữa nay tự nhiên để cho người ta đánh bầm dập như vậy hả? Thôi anh cởi hết ra cho tôi coi coi anh có bị thương ở đâu nữa không? Gì vậy? Thì để kiểm tra vết thương chứ làm chi. Không cởi được không? Phải kiểm tra. Thôi. Thôi. Cởi ra đi. Thôi. Bộ anh là con nít 3 tuổi hay gì mà anh mắc cỡ hả? Không dám đâu nha. Tôi sợ là tôi cởi ra rồi cô thấy thân hình của tôi á, rung động á, chịu không nổi đâu. Anh tự tin quá. Giờ sao, cởi ra không? Thôi. Bây giờ tôi hỏi cởi không? Không. Vậy để tôi cởi. Coi đi. Trời đất, sao cái lưng anh thẹo không vậy? Có gì đâu, bình thường mà. Mà bị người ta đánh bầm tím vậy anh không đau hả? Cái gì đâu. Sao mà anh tỉnh mơ vậy? Bình thường mà. Mấy vết thương này nhằm nhò gì với tôi? Tôi từng bị đánh chết thục mấy chục lần rồi. Tôi vẫn sống khỏe bình thường mà, có sao đâu. Hồi nhỏ anh sống lang thang cực khổ lắm hả? Đương nhiên rồi. Có đứa trẻ bụi đời nào mà không sống cực khổ đâu. Mấy vết thương này nhằm nhò gì? Tôi từng bị đánh chết thục mấy chục lần rồi. Tôi vẫn sống khỏe bình thường. Anh đừng có nhìn qua đây, quay mặt chỗ khác đi. Thu ơi,
Ai tới vậy? Chắc là Phong đó. Hồi nãy tôi có gọi cho Phong. Ủa vậy hả? Ừ. Anh hai của tôi sao rồi? Anh ở trong nhà đó. Anh vô đi. Anh hai. À, Duyên. Anh có sao không? Anh hai. Mới tới hả? Phong. Anh hai có sao không? Sao anh hai không đi bệnh viện? À, chỉ là vết thương bình thường thôi, có sao đâu. Hai đứa không cần phải lo cho anh đâu. Mặt của anh á, bầm tím hết rồi kìa. Vậy mà nói không sao? Không sao đâu. Tôi đã bôi thuốc cho ảnh rồi đó. Cảm ơn Thu nhiều nha. Thu vừa báo á, tôi lo quá trời, tôi chạy đây liền á. Dù gì hai người cũng tới đây rồi, thì ở lại ăn bữa cơm đi. Tụi mình chưa bao giờ có dịp ăn cùng với nhau. Hôm nay tôi mời. Vậy cũng được. Hôm nay là lần đầu tiên mà chúng ta ăn chung với nhau vậy đó. Để Duyên phụ Thu làm bếp nha. Anh đưa tay đây coi em coi coi. Có chạy gì đâu. Em xin phép. Thu nè, từ bữa mà Thu tiếp máu cho tôi trong bệnh viện á, tôi rất muốn gặp Thu để nói lời cảm ơn. Nếu như mà không có Thu á, chắc là tôi không qua khỏi rồi. Chuyện tôi và anh Phong được như bây giờ á, tôi cũng cảm ơn Thu nha. Tôi đã nói cô đừng có cảm ơn tôi mà. Ừ, tôi sẽ không nói nữa. Thu nè, tôi biết là Thu không thích tôi, nhưng tôi vẫn muốn tôi và Thu sẽ gần gũi hơn. Thu đừng có giận tôi chuyện của ba nha. Bộ cô tưởng tôi và cô có thể gần gũi nhau thật sao? Tôi không hề muốn cô tới gần tôi đâu. Tôi có đối xử tử tế với cô, tôi cũng chỉ vì tôi nợ anh Phong và gia đình của ảnh thôi. Thôi được rồi, nếu mà Thu nói như vậy thì tôi sẽ không cố gắng nữa. Thu cứ thoải mái đi. Hai chúng ta sẽ cư xử với nhau giống như là hai người xa lạ lịch sự vậy. Wow, đã quá ha. Quá trời món luôn, nhìn rất là hoành tráng. Đây, vô. Chúng ta hãy cùng nâng ly để chúc mừng lần đầu tiên bốn chúng ta cùng ngồi ăn cơm chung với nhau. Nhà ai vậy ta? Thì là nhà anh hai của tôi đó, đã đánh bọn cướp cho Thu cho nên mới được ăn bữa ăn hoành tráng như thế này nè. Ý hai đứa nói là nhà anh bị đánh mới có bữa ăn ngày hôm nay đó hả? Dạ đúng rồi đó anh hai. Trời, vô. Em nói giỡn thôi à. Vô. À. Nè, em ăn đi. Anh ăn đi cho lấy lại máu. Duyên à. Dạ. Em có thấy anh hai mình với Thu không? Hai người có vẻ thân thiết với nhau lắm. Chắc là cũng có chút tình cảm với nhau phải không em? Vấn đề quá rõ rồi còn gì. Em thấy Thu mình á, đã để anh hai rồi đó. Em có thấy vậy nữa hả? Dạ.
Hèn chi á, giờ này á, anh thấy anh hai rất là khác đó nha. Ờ, thấy anh hai rất là vui. Mà từ trước giờ anh chưa bao giờ thấy anh hai vui vậy đâu á. Ờ, vậy là quá tốt rồi còn gì. Em mong sao á, Thu và anh hai mình sẽ thành một cặp hạnh phúc giống như hai đứa mình vậy đó anh. Nếu mà được như vậy á, thì hay biết mấy. À, nói nghe nè. Lúc đó em với Thu á, không chỉ là hai chị em ruột đâu, mà còn là hai chị em dâu với nhau nữa đó. Ủa sao hình như em có vẻ không được vui vậy? Tới giờ này Thu vẫn chưa muốn nói chuyện với em anh à. Anh biết tính Thu á, hay cố chấp lắm. Thôi mà em đừng có buồn. Anh nghĩ á, rồi Thu sẽ hiểu và gần gũi em thôi mà. À, anh thấy có những chuyện á, đâu cần phải nói ra, nhưng mà người đối diện vẫn hiểu mà, đúng không em? Em nhất định sẽ làm cho Thu càng ngày càng thương em nhiều hơn. Đúng rồi đó, anh sẽ ủng hộ em với Thu. Cố gắng lên. Cố lên. Cố lên. Nhà Thu có một chỗ ngắm trăng thích thật á. Trăng hôm nay đẹp quá. Ừ, trăng đẹp. Mà công nhận nha, tôi nghe anh kể chuyện mà tôi ganh tị. Trong khi người ta thì bù đầu bù cổ vì công việc, còn anh thì chu du thỏa chí, tan bồng. Anh có nghe lầm không đi? Hôm nay bày đặt nói chuyện văn thơ nữa hả? Biết chuyện văn thơ hồi nào vậy? Nói anh nghe coi. Thì từ cái hồi biết một kẻ khác người như anh á. Người gì đâu mà không thích quyền lực, công danh, chỉ thích ngao du đây đó, kỳ cục. Trời ơi. Nhìn kìa. Nè ha, ánh mắt đầy ghen tị luôn kìa. Nhưng mà em yên tâm đi, nếu mà sau này em cần anh, bất cứ khi nào, ở đâu, làm gì, anh cũng sẵn sàng có mặt. Anh nói là phải giữ lời đó nha. Ừ. Ừ. Cái gì vậy? Móc méo. Em làm như con nít 3 tuổi vậy đó, mày đặt móc méo nữa. Con nít cái gì mà con nít? Anh nói ai là con nít hả? Hãy
Em, chỗ này phải không? Ừ, vô đây đi anh. Mình vô. Nè, em xem đi, đây là đồ chú rể nè. Đó, em xem em lựa đi. Mẹ. Mẹ về hồi nào vậy? Sao không nói con ra đó? Mẹ thấy con bận bịu, mẹ tự lo một mình được mà. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Mình vô nhà đi mẹ. Tội nghiệp con gái của mẹ. Bây giờ gia đình mình tất cả đều đặt lên vai của con lo lắng gánh vác. Mẹ đừng có lo, con làm được mà. Con chỉ mong mẹ mau khỏe mạnh và bình tâm lại. Những ngày sống trong chùa, mẹ cũng đã bình tâm và nhìn lại được mọi chuyện. Mẹ thấy lòng mình thanh thản và nhẹ nhõm nhiều lắm rồi con à. Vậy là tốt quá rồi mẹ. Mọi chuyện nó cũng sẽ qua thôi. Mẹ đừng có buồn nữa nha. Thằng Phi nó có thường về nhà không con? Với em nó đi học sao rồi? Có thiệt là nó chịu đi học lại không vậy con? Dạ, Phi bây giờ chăm chỉ học lại rồi mẹ. Nó không có chơi với đám bạn hư hỏng nữa. Mẹ yên tâm đi, nó không làm gì cho mẹ buồn đâu. Phong à, bà má ruột của con ở dưới suối vàng chắc là cũng đang mỉm cười mãn nguyện đó. Má thiệt là có phước hơn anh chị ấy. Đang nghèo, tàn tật, không giúp được gì cho con, mà lại có được đứa con dâu và con trai hiếu thảo. Má đừng có nói như vậy mà. Má là người nhân hậu nhất mà từ trước giờ con gặp, từ khi con lớn lên đó. Giờ có má mà con mới được như ngày hôm nay nè. Con mới quen được duyên đó má. Cho nên á, con thương má nhất trên đời này. Má nói nè. Dạ. Bữa nào mà in thiệp xong rồi đó, phải để má phụ đi đưa thiệp đó nghe. Kìa má. Má đi như vậy mệt lắm. Đường xá khó đi mà lại nắng nôi nữa. Má để đó tụi con lo cho. Đúng rồi đó má. Nhưng là đám cưới của tụi con, má cũng muốn đi khoe bà con hàng xóm. Không cho má đi đưa thiệp, má buồn đó. Trời ơi, có người đang buồn kìa. Thôi được rồi, bây giờ con tính vậy nè. Bà con gần thì má đưa giùm tụi con, còn bà con xa thì để tụi con đưa thiệp nha má. Má đồng ý hai tay luôn. Ây da, công nhận á, cái mặt buồn với mặt hết buồn khác nhau quá ha. Má ăn quýt nè má, quýt ngọt lắm. Cảm ơn con. Má ơi, ủa, hả? Ăn chưa biết ngọt? Thì nãy sau giường em ăn trước rồi. Trời đất. Má ơi, con tính là ngày mai á sẽ đưa Duyên vô thăm ba của Duyên. Má ở nhà ăn cơm một mình nha má. Má quên mất. Dù ông ấy không đi được, nhưng cũng phải cho ông hay chứ. Duyên. Duyên, con. Ba. Chú. Con gái yêu của ba, ngồi xuống đi con. Ba ốm đi nhiều quá. Ba khỏe mà, con đừng có lo lắng cho ba. Cảm ơn cháu
đã đến thăm chú. Phong à, cháu nhớ chăm sóc Duyên giùm chú nha. Chú cứ yên tâm đi, lúc nào con cũng ở bên cạnh Duyên mà. Ba, con có chuyện này muốn nói với ba. Con và anh Phong sắp làm đám cưới. Thật vậy sao? Vậy con gái của ba đã có nơi hạnh phúc rồi. Ba mừng lắm. Chỉ tiếc là ba, mình, con. Duyên. Dạ. Rất lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau. Con khỏe không? Dạ cảm ơn cô, con khỏe. Thời gian qua có lúc gia đình của cô cũng đã có định kiến với con, mong con hãy bỏ qua. Mẹ, là phụ nữ, chuyện hạnh phúc bị chia sẻ là sự xáo xạo không ai muốn. Nhưng qua mọi sự biến cố, cô thấy đúng, mình thật là ích kỷ. Có lẽ nếu không vì sự giàu sang của cô thì có lẽ con sẽ là một cô bé hạnh phúc hơn. Có cha, có mẹ, Duyên à, ba xin lỗi con. Bình à, Bình à, tôi xin lỗi mình. Mẹ, mẹ làm con thấy ngạc nhiên quá. Không phải vì sự xuất hiện của cô ta mà cả hai mẹ con mình đều không hạnh phúc hay sao? Trước đây sự xuất hiện của cô ta là mẹ rất ghét, bởi vì mẹ thấy mình bị tổn thương. Thấy ba con thương cô bé đến như vậy, mẹ sợ cô bé khiến ba con đưa hết tài sản cho nó. Vì vậy mẹ phải đề phòng. Nhưng mà hôm nay thái độ của mẹ đối với cô ta rất khác. Ừ, mẹ thấy lòng tham đi đôi với tiền bạc vật chất cuối cùng cũng tan như bọt bèo. Tất cả chỉ là phù du. Anh hai, em với Duyên á sắp làm đám cưới rồi đó. Anh hai á cũng tính luôn đi đó nha. Anh thôi đi, chuyện tình cảm của anh để từ từ tính. Với lại đâu phải là mình muốn ân ai là được đâu em. Còn chuyện tình cảm của anh á, để sau cũng được. Bây giờ nhường chỗ trước đó. Ý, cái này là không được rồi đó nha. Đẹp trai tốt bụng như con thì đi đâu mà không có con gái theo? Hay là nhiều quá rồi khó chọn đây? Vậy má chọn cho nghe. Dạ. Má nói đúng rồi đó. Nếu mà anh hai không chịu á là mọi người sẽ vào cuộc luôn á. Anh hai, em của anh hai á đã có nơi rồi. Mà anh hai vẫn chưa có nơi á, có nghĩa là anh hai dở ẹt. Thôi đi, má cho con xin đi. Hai đứa để anh từ từ có được không? Ăn cơm đi, cơm ngon quá. Nè má. Cảm ơn con. Thu, Thu, vô đi. Thu, Thu ngồi ăn cơm với mọi người luôn nha. Ngồi đi em. Con chào gì vậy? Thôi em ăn cơm ở nhà rồi.
ngồi xuống đi. Ngồi đi. Tới rồi phải ăn cơm chứ, để đi lấy chén. Không được đâu, hôm bữa mọi người ăn cơm ở nhà em rồi, hôm nay em phải ăn cơm ở nhà mọi người chứ. Em không ăn á là coi như em chê cơm dở đó. Đúng rồi đó. Đây, chén đũa đây. Nè. Anh á, anh chỉ giỏi đưa người ta vào thế đã rồi thôi đúng không? Mời Thu. Để anh lấy cho. Ăn cơm cùng với nhà nha Thu. Ăn tự nhiên đi con. Ăn đi em. Ủa, hồi nãy sao nói là không ăn mà. Anh hai, anh kỳ quá. Dạ tại vì cá gì kho ngon quá. À, đâu phải gì kho đâu, con Duy nó kho đó. Mình không sao đâu, không có gì nghiêm trọng đâu. Chắc mình bị yếu sức thôi. Theo kết quả siêu âm cũng như xét nghiệm máu, theo số lượng bạch cầu, hồng cầu và tiểu cầu và quan sát hình dạng các tế bào này ở vết máu ngoại biên, tôi nghi ngờ rất có thể cô bị ung thư máu. Bác sĩ nói sao? Cháu bị ung thư máu sao? Cô hãy bình tĩnh, vẫn chưa có kết luận rằng có đúng là cô bị ung thư máu hay không. Để có thể chuẩn đoán chính xác, cô cần phải làm thêm sinh thiết cho nhũ xương thì mới biết được. Anh Phong ơi, em phải làm sao đây hả anh? Cô Duyên à, kết quả sinh thiết tủy cho thấy đúng là cô đã bị ung thư máu. Nhưng cô đừng quá lo lắng, cô hãy cố gắng sống lạc quan, vui vẻ và kiên trì điều trị thì vẫn có thể có nhiều hy vọng.
Hu. Hết hồn phải không? Như vậy á là anh bắt được em rồi đó nha. Đi đâu mà tối mờ tối mịt mới chịu về hả? Làm anh lo lắm á, có biết không? Bộ thấy anh em mừng lắm hay sao? Em làm anh á lo nhiều lắm á. Anh đã đi khắp mọi nơi để tìm kiếm em đó. Anh vừa chạy, anh vừa gọi tên em nhưng không thấy em trả lời. Anh điện thoại cho em thì cũng không được. Bộ điện thoại em bị gì hả? Anh gọi điện thoại cho em hả? Ừ. Chắc điện thoại của em hết pin. Anh, sao bữa nay anh về đây? Em nói là cuối tuần mới đi coi nhà mà. Kỳ Duyên, mắt em bị gì vậy? Sao mà sưng húp vậy? Em khóc hả? Không, em bị côn trùng nó vô mắt em nè. Em dụi hoài, không biết là mất bao nhiêu nước mắt nó mới chịu ra. Vậy hả? Đứng yên để anh kiểm tra coi. Không, để anh kiểm tra coi nó còn ở chỏng không. Không có sao đâu mà. Mà nè, em đúng là cô bé đản trí đó nha. Bộ em không nhớ hôm nay là ngày gì hay sao? Bữa nay là ngày gì vậy? Còn hỏi nữa. Đợi chút xíu nha. Đây, chúc mừng sinh nhật em yêu. Đi theo sự chỉ dẫn của anh nha. Đi đâu vậy anh? Thì đợi chút xíu đi, em sẽ biết anh dẫn em đi đâu. Em đứng yên đây nha. Cách đây 25 năm, có một cô bé cất tiếng khóc chào đời. Cô bé ấy chính là cô giáo Duyên. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Rồi, bây giờ em ngồi xuống cầu nguyện rồi thổi nến nha. Em biết không, sự xuất hiện của cô ấy trên cõi đời này đã đem đến hạnh phúc cho một chàng trai. Và hôm nay chàng trai ấy muốn nói với em rằng em đồng ý làm vợ anh nha. Thank you.
Anh đã gồm chặt đời em vào anh rồi. Suốt đời này mình sẽ bên nhau em nhé. Không có cái gì có thể chia cắt được chúng ta. Anh hạnh phúc lắm. Anh hứa suốt cuộc đời này sẽ không bao giờ làm em buồn. Em xin lỗi. Em xin lỗi anh. Tình yêu của em. Em sẽ thành con người xấu xa để anh không còn yêu em. Anh hãy cố quên em đi. Em cầu mong sau này anh sẽ gặp được một cô gái tốt bụng, yêu anh chân thành như em đã yêu anh. Anh phải cố gắng sống tốt, sống thật hạnh phúc khi không có em nha anh. Anh phải quên em đi. Anh có biết không,